mở mắt ra, Chu Khải liền phát hiện mình đang ở một hoàn cảnh xa lạ. Chưa kịp chờ hắn làm rõ tình huống, một viên đạn trúng vai hắn. Từ đó, thế giới xen lẫn vô số phim Hồng Kông bắt đầu. Chương 1 Cặn bã hợp thành ngân hàng ăn cướp án Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Nhan sách trong lòng tính toán Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Cửa bệnh viện tao ngộ chiến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Cấp trên ở giữa lẫn nhau có khác nhau Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Xạ kích trung tâm thương kích án bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Cùng hoàng hoa ở giữa xung đột Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Cùng thập tam mùi ở giữa giao dịch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Tại khách sạn tao ngộ người quen kiểm tra phòng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Nghe lén ngọa Long Phượng sầu nói chuyện. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Phòng vệ sinh phát sinh xảo ngộ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.